Đây là hai bạn mới sinh được chưa được một tuần. Đuôi các bạn này có thể nói là chi phí là không đáng kể. Những cái chuồng này làm bằng những cái viên gạch men ấy, gạch lát nền này, bỏ đi này. Thức ăn bốn bạn này là được 2 tuần, chính xác là 12 ngày. Đến khi trưởng thành rồi thì có bạn đến tận 6 kg. Thức ăn của các bạn này thì cực kỳ đơn giản. Cái tre gộc này, thân cây mía, cỏ voi. Rằng các bạn ấy khỏe lắm. Cắn cái sột. Chính thức ăn đầu vào của các bạn ấy cực sạch. Nên là vào đây cái phân thải này, trong này gần như chả có mùi gì. Cái khu vực mà nuôi các bạn dối này gần như không có mùi, rất là sạch sẽ. Cả tre gọc của bạn cũng ăn được cái sao nhỉ? Tre to đấy, cả đá đây anh. Viên là viên đá đấy. Đầu tư chủ. Đá để làm gì, để nó mài răng à? Để nó tăng nó ăn độ khoáng. À. Đây những cái xương này là xương khủng nhất đây, thì nó chưa được rồi. À, ăn cả xương nữa. Chuồng trại cũng cần phải cầu kỳ lắm. Mà làm đầu bếp đơn giản thôi. Vấn đề là bó luôn. Cho các bạn này gặm cả xương này như xương trâu, xương bò nhỉ? Vâng. Xương trâu, xương bò. Để tăng khoáng. Vâng. Khúc xương to luôn. Gốc tre gọc này các bạn cũng gặm, cũng ăn. Đây là thức ăn của các bạn ấy. Bốn bạn này là mới tách hoàn toàn ra khỏi mẹ, nói chung là cũng hiền. Răng các bạn này thì kinh khủng lắm, cắn một phát thì vậy, có khi là không cắn thủng cả xương luôn. Mà đây chủ nhà nuôi quen này thì các bạn không cắn, chứ người lạ sờ vào là sợ lắm. Đây là một miếng tre gọc này, các bạn ấy gặm này, chờ hết rồi. Nhìn bạn này lại nhớ đến một cái nhân vật trong phim hoạt hình Madagascar. Nhìn rất ngộ.